Đồ gỗ Thánh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Hải ở thôn Dốc, xã Bình thôn Dọc, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, vừa bàn giao cho gia đình nhà bác Hải một bộ sản phẩm, đó là bộ tranh tứ quý bằng gỗ hương đá, kích thước 47 x 4m27, tùng cúc trúc mai. Ở đây là cái mẫu mới nhất của Thành Luân chúng tôi, là dày 7,5 phân, phía bên tay trái khách màn hình khách đang thấy là cây mai, là tượng trưng cho mùa xuân, và cây sen tượng trưng cho mùa hạ, bằng phú dung tượng trưng cho mùa thu, và cây tùng tất nhiên là mùa đông rồi. Xuân hạ thu đông, chúng ta đọc từ trái qua phải theo tiếng Việt Nam. Vâng, quý khách đang thấy trên màn hình bộ sản phẩm trên được Thành Luân chúng tôi là vừa bàn giao và lắp đặt cho gia đình nhà bác Hải. Trên màn hình quý khách đang thấy là bác Hải đang rất phấn khởi với cái sản phẩm mà đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa bàn giao. Đây, bộ tranh này chúng tôi nhấn mạnh là có kích thước 47 x 1m27, dày 7,5 phân. Và cách đây ít hôm chúng tôi đã bàn giao một bức này cho gia đình nhà bác Hải ở trong thành phố Hồ Chí Minh, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và một bộ cho gia đình nhà anh Thanh ở Hoàng Mai, Hà Nội. Đấy, trên màn hình quý khách đang thấy đây. Và bộ bàn ghế này là không phải mẫu của đồ gỗ Thành Luân, quý khách nhìn có thể phân biệt được ngay sản phẩm của Thành Luân và sản phẩm ở các đơn vị khác. Tiếp nữa là một cây đồng hồ bằng gỗ hương đá, máy cơ của Đức. Đấy, gỗ hương đá mặt dát vàng, máy cơ của Đức, quý khách đang thấy trên màn hình đây. Đấy, cây đồng hồ này hôm trước thì hai bác đã về trực tiếp cơ sở Thành Luân chúng tôi để xem lần thứ nhất. Đấy, ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần thiện cuối cùng, cũng là ngày đẹp ngày. Đấy, bàn giao cho gia đình nhà bác Hải. Và Thành Luân cũng sẽ tiếp tục thiết kế các sản phẩm nữa cho gia đình nhà bác Hải, đó là kệ tivi và tranh đồng quê. Thông tin chi tiết về các sản phẩm trên, các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Thì mình khách đang thấy là bác Hải đây. Đấy, ở tại thôn Dọc, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bình Đà đấy, Bình Đà Thanh Oai đấy, thôn Dọc, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Đấy là cây đồng hồ bằng gỗ hương đá, máy là máy cơ của Đức, máy 8 gông, máy Đức 100% là máy zin của Đức, máy 1623, hàng thửa đỉnh cao. Đấy, được Thành Luân chúng tôi đã lắp đặt và kê vào đúng vị trí không gian của gia đình nhà bác Hải. Đấy, bộ tranh từ quý xuân hạ thu đông, cây mai tượng trưng cho mùa xuân, cây sen tượng trưng cho mùa hạ, và cây hoa phù dung tượng trưng cho mùa thu, và cây tùng là tượng trưng cho mùa đông. Vâng, trên màn hình thì khách đang thấy đây. Đấy, bác Hải đang hai gia đình hai bác đang rất phấn khởi với cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân tôi. Đấy, một lần nữa thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn gia đình nhà bác Hải đã tin tưởng mua sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân, và xin kính chúc đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và tràn đầy năng lượng để luôn luôn gặt hái được nhiều thành quả. Ở những ngày tháng năm 2022, đầu năm 2022. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.